Alo, hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục với ARK. Hôm nay thì mình lại nâng đồ họa nó đẹp hơn một tí nhá. Tại hôm trước mình thấy nó hơi mờ, nên là mình thử nâng lên xem nó có ổn định không. Đấy, thì hôm nay là nó sẽ nét hơn một tí. Và hôm nay thì mình vừa mới gặp một cái con cá mập. Thì hôm trước là mình, thật ra ấy, mình cũng biết là mọi người không có hứng thú với con cá mập. View rất là thấp nhưng mà không, mình thì mình cũng không quan trọng việc này lắm. Quan trọng là hơi cay anh em ạ, hôm trước cay quá mất con cá mập level 95. Hôm nay gặp con này bắt luôn. Ôi pia nha anh em ơi, không được rồi. Pia nha anh em ạ, ui dồi ôi. Căng thế. Để tôi cố anh em ạ, tôi cay lắm anh em. Con này bao nhiêu đây? 45 à. Con này mạnh hơn này. Tôi đứng ở đá tôi bắn anh em ạ. Anh em đợi tôi bắt xong con này nhá. Tôi không cam tâm, không cam lòng anh em ạ. Bắn hụt mất tíu rồi. À trúng rồi, trúng rồi. Khôn vậy là chạy ra xa kìa. Không dám xuống nước anh em ạ. Hay mình làm cái thuyền nhỉ? Bơi ra xa rồi. Ôi ôi, xa lắm anh em ạ. Trúng. Trúng rồi. Tôi nghĩ là tôi phải làm cái thuyền anh em ạ. Chứ chơi kiểu này không ăn thua. À đây, nó lại gần rồi, nó lại gần đây rồi. Đây. Hello. Đây rồi. Khó thế. Chạy đi. Ui. Tôi giết được con pia nha, không anh em, tôi giết nó luôn. Ra đây. Chơi luôn đi. Pia nha đâu rồi? Tưởng nào. Ôi, nó ra. Hai con. Mày, ôi bọn này yếu lắm anh em ạ. Lại nữa. Mình hôm nay mình nâng cấp giáp rồi anh em ạ. Tôi đang mặc bộ chitin khá mạnh. Vừa nãy đi giết mấy con rùa để mà làm cái giáp chitin. Đứng lại đây xem nào. Ơ à. Ngon rồi. Thì hôm nay là mình quên à, vừa nãy không nói. Các bạn nhớ tặng cho mình một like và đăng ký nhá. Thôi rồi, nhớ nhá. Thì hôm nay là mình có đi giết mấy con rùa để mình làm cái bộ áo này. Đấy, sau khi mà bị mấy con cá ăn thịt nó cắn thì cũng bị hư một tí rồi. Đấy, nó bị hư cái độ bền này. Thì hôm nay là mình có cài thêm một cái mod, đó là cái mod Teleport. Cái mod này thì rất là nổi tiếng thì ai cũng biết rồi. Thì mình cài thêm vào để sau này mình có xây nhà nơi khác thì tele cho nó nhanh. Thì đỡ phải bay chim à, đỡ mất thời gian. Chỉ có như vậy thôi. Ngoài ra thì hôm nay là mình dự tính là mình sẽ đi bắt một con Bronto anh em ạ. Mình sẽ xây một cái nhà chân lưng con Bronto để mà chúng ta sẽ có một cái ngôi nhà di động đi khắp nơi để mà xưng bá võ lâm anh em ạ. Đấy, mục đích là như vậy. Nhưng mà trước tiên là phục thù được con cá mập đã anh em ạ. Đấy, hôm nay bắt lại một con level 80 à. Và tình hình này mình đang đang chưa cho nó ăn nên là mình sẽ phải đi đi xuống cho nó ăn các bạn ạ. Wow. 80 các bạn. Con này con đực. Ăn đi. Đúng rồi. Úi giời ơi. Gì đây? Bao nhiêu? Level 10 à. Có level 10 đâu anh em ạ. Này, các bạn có tin là mình bắt xong con này là
Ôi trời, con này bị mất lever rồi. Bây giờ nó giảm cái độ hiệu quả còn có 86%. Này mọi người thấy cái thông tin nó hiện lên không? Nó là cái độ lever cộng thêm á, nó giảm từ 100 xuống còn 86 à. Mà thôi cỡ ha, cái này thì chịu rồi. Cứ bỏ nó ở đấy thôi. Có khi con này vừa tỉnh xong là một đàn 5 con lại ra giết nó ấy nhở. Con này con cá heo này. Ồ nó kêu các bạn ạ. Ui level 110. Ui được. Hôm nay vẫn ho các bạn ạ. Mình ốm rồi không hết. Khổ lắm. Vẫn ho. Ôi cá heo ơi, đứng lại đây cho anh sờ mông cái nào. Ui con này đút cho nó ăn nè. Tạm thời ở đây đi. Cái con cá heo của ARK nó rất là phớ vật ngoại trừ bản mobile. Bản mobile là nó không bị đánh à. Nhưng mà bên PC là cái con này nó chuyên chết là bởi vì là bị đánh. Con này là nó như kiểu như là bắt vơ đỡ chết anh em ạ. Để mình sẽ câu nó ở đây đi. Thôi được rồi đi. Thế thôi, cá như thế này thôi. Con cá mập này mà chết thì thôi mình cũng không phục thù nữa. Mình phục thù một lần thôi anh em ạ. Đấy, lại lòi một con nữa rồi. À con này vừa nãy mà. Con nữa này. Phục thù một lần thôi à, phục thù nhiều mệt á. Sức người có hạn. Ôi hôm nay lắm cá thôi, hôm trước tìm không có con nào. Ở bên này như kiểu biển cá mập rồi. Bên kia là không có à, bên này nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ đi tìm một con Bronto. Và tình hình nó không được khả quan lắm bởi vì là mình không gặp con nào anh em ạ. Nó có vẻ như là hơi vắng vẻ. Không có con nào. Mình qua đảo chơi một tí không anh em? Đảo ăn cỏ ấy. Tại vì đó là một cái đảo mà chúng ta chơi rất là nhiều. Nhất là cái hồi đầu game này hay qua đấy farm sắt. Lại sương mù à, lắm sương mù quá. Mình nghĩ là qua cái đảo ăn cỏ là chắc chắn có con Bronto. Mỗi tội bắt con đấy ở ngoài đảo thì không biết là đem vào đất liền kiểu gì. Nên là có lẽ là sẽ không bắt. Hoặc là mình sẽ phải đi làm cái quả cầu à. Quả cầu thu thú. Tới rồi này. Cái đảo nằm ngoài kia kìa. Mình còn chưa bao giờ ra đấy luôn. Đấy. Ồ. Wow. À có con cá to to ấy, cá voi à? À không, con này không phải cá voi. Cá nhà táng á. Mình không biết tên anh em ạ. Cái đảo này nó vẫn vậy à, nó không có gì thay đổi. Có một con Bronto. 20, ôi ôi, 20 thì yếu quá. Cái đảo này vẫn như xưa anh em, không có gì thay đổi. Này. Ồ, nó vẫn y hệt cũ luôn ấy. Ôi cái cây. Cái cây nó mọc cao chưa kìa. À đây đây, có một con nữa. Level 10 anh em ạ. What the fuck.
Không được rồi, như này thì biết lấy đâu ra bờ nó to mà xây nhà. Đây level 10, 20 thì xây cái nhà xong rồi nó yếu quá nó bị giết là mất nhà luôn. Không được, cái này không được. Thôi rồi đi vào đi anh em ạ. Buồn quá. Ồ. Con Mega kia chưa chịu ăn luôn. Ủa nó ăn rồi kìa. Ồ. Nó ăn rồi các bạn ạ. Thực sự là bảng game này nhận xét lại một lần nữa. Hôm qua mình có nói rồi, đẹp thì có đẹp nhưng mà nó quá nhiều cây và đá các bạn ạ. Quá nhiều. Nếu mà họ bớt đi khoảng 20% là đẹp, là hoàn hảo các bạn ạ. Cây cối nó quá rậm rạp luôn. Này các bạn đi đến đâu cũng thấy một cái rừng cây chít chít. Nó quá là nhiều à. Ôi, đây rồi. À. Mình giết con này anh em ạ. Chết đi. Đây. Giết nó đi nha. Cho nó an toàn. Thịt này. Ủa có đồ gì không? 4 cái răng. Ăn đi này. Nhiều thịt quá. Để mình chạy. Chạy vờ lấy cái yên các bạn ạ. Đúng rồi, nhà mình còn dư cái yên. Lại nữa rồi. Đúng rồi, giết nó đi. À, con này, con cá heo này mắc kẹt rồi. Không được rồi. Cá heo này mắc kẹt rồi các bạn ạ. Mà đỡ nó ở đây đi, nuôi nó ở đây. Tại vì nếu mà nó đi ra ngoài, nó bị giết ngay, mình chắc chắn luôn. Bạn nào không tin thì các bạn chơi rồi biết. Bắt con cá heo và nó chết cực kỳ dễ. Con cá heo là đúng kiểu là mấy ông làm game, mấy ông ấy thiết lập cái con đấy ưu tiên bị tấn công á. Cho nên là chỉ cần là để nó ra ngoài biển một tí là nó chết ngay. Bây giờ là... Đây rồi. Lần đầu được cưỡi cá mập đây rồi. Phục thù hôm trước bao nhiêu công sức mất trắng, hôm nay là đã phục thù ngay một em nam thần cá mập đấy. Nghe có vẻ gây lọ. Ui nó to nhờ. Đi em ơi. Mờ quá anh em ạ. À không, không phải mờ mà nước kiểu nước này nó đục quá. Ui nó to các bạn ạ. Con cá mập nó được làm to hơn hay sao ấy. Kìa, nhìn kìa.
Ôi, nó to quá, nó cũng hay bị kẹt à. Đây là mình giết cái bọn này. Phá game các bạn ạ. What the fuck. Đúng kiểu phá game. Đặt ở đây một cái telebot này. Đây chỗ này. Cái nhà đầu tiên này. À, chim nó chịu đậu rồi kìa. Mà đây là có một cái khá là mệt mỏi, đó là cái con chicken nó bị lỗi, là nó chìm xuống đất này. Để mình câu lần xem có lần không nhá. Đi lên đi. Rồi, xong luôn, tuyệt vời. Toàn rồi. Làm nào đây các bạn? Làm nào nó kẹt xuống cái này luôn mới hay. What the fuck? Để lấy cái yên lắp vào cho nó xem có được không nhá. Cứu nó lên, không có nhìn nó khổ. Còn sống mà như kiểu bị chôn sống thế này thì con này là à, con này con mẹ mà, hai đứa kia là con. Đây là con chicken mẹ. Ôi mình không cưỡi được luôn này. Cái này người ta gọi là chicken mẹ kẹt trong vũng bùn. Ôi không lên được rồi. Làm nào nhỉ? Thôi cứ để nó ở đấy đi. Tầm này hết cứu rồi. Có một cách khác. Đây. Đây à, có cách à. Oh, thông minh. À, không có cái mod này là toang luôn á. Đây rồi, chị cái mẹ đã được cứu khỏi vũng bùn. Tí thì bị chôn sống ấy. Mà hôm nay mình không tìm được con Proton nào thì mình tính là mình sẽ vào rừng đỏ đi. Vào đó bắt một con mặt ngu à. Thì mình nghĩ là làm nhà trên một cái con mặt ngu nghe nó có khi nó lại hay hơn trên con Proton. Tại vì con Proton thì nó to quá các bạn. Nhiều khi nó cũng hơi vướng víu á. Nó bự quá. Thế hôm nay bắt một con mặt ngu đi. Mình con mặt ngu thì nó có rất là nhiều ở đó nên là tìm chắc là nó sẽ nhanh thôi. Mình nghĩ là mình sẽ cưỡi Spino đi. Đấy, cho nó gọi là có tí chúa tở anh em ạ. Ui con thằn lằn nước các bạn ạ. Level 50. Đây. Để mình bắt con này anh em ạ. Con này nghe cũng hay này. Chạy rồi, nó chạy rồi. Khôn nhờ, chạy nhanh nhờ. Cụ rùa cũng chạy. Cũng chạy nhưng mà chưa được 3 bước thì xỉu luôn. Mất tích rồi.
chịu không nhìn thấy. Mất tích rồi. Thôi bỏ đi. À đây 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 đây. Mày à, mày à. Đây 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 đây. Con này ăn thịt cá nhở? Đây rồi. Tiếp món con cá này. À món con chim này nó săn cá kinh nhở? À đây 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 đây. Đây có một con nè. 20. Nhìn cái mặt đó kìa. Con mặt ngu này. Mặt mập. Level 20 các bạn, nghe nó có cái gì đấy chua chát ở đây, nó không thể nào level cao hơn là tầm 50 xem nào. Ui ôi 95 đây rồi. Đây 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 đây. Nàng thơ trong giấc mơ anh em ạ. Ui đây rồi. Chúa phù hộ nó anh em ạ. Ôi nó giảm còn 200 kìa. Đây các bạn, chi cái này là bản mới, là họ làm lại cái phần đầu ấy, nó cứng lắm, đánh vào đầu nó được có 200 máu rồi, nhưng mà chết thì vẫn chết à, làm sao mà có thể chống lại được sức mạnh tuyệt đối. Đây không tới à, xa quá các bạn. Mình không muốn đi sâu vào bởi vì là vào đấy thì rắn rất là nhiều. Là mình cơ quan này không đánh nhau. Ồ, con kia xong rồi à? Hello? Anh Barion, anh xong rồi đúng không? Xong rồi, level 74. Bọn trẻ trâu nạp mạng này. Đuổi kìa. Ok, con này nó bị gì mà nó chạy dập lùi à? What the fuck? Ôi, con Barion nó bị đánh nhưng mà mình không giúp nó được. Mình đang bận săn con này rồi. Chạy à, đi to chạy à. Chạy đi đâu? Nó chạy kiểu gì? Nó bị lỗi à? Chạy kiểu gì đây? Khó quá. Đây là ra cứu con này. May đấy.
Đem ơi, đem ơi. Cái gì đây? Con Spino này nó thuộc dạng khủng long cỡ lớn á, nó đi qua mấy con bé bé là nó dẫm chết luôn này. Con này con gà đúng không? Ngu này, ngu này, ngu rốt này. Ô, con này ăn nhanh á, nhưng mà nó ăn được có 16% à. Nào để xem con này như nào nè. Ồ, được ạ. Được à, mình bắt cái con này vào á, thì làm thú cưỡi trên cạn cũng được à. Con Spino nhiều khi nó to quá anh em ạ. Cưỡi con này là vừa này, đi vào được mấy cái hang. Trong cái mặt cái nó mất dạy không? Đây là mỏ dài à, mõm dài anh em ạ. Đây là em khủng long mõm dài. Con video này hay nhỉ? Đợi con này ăn là cũng lâu á. Nam hay nữ ơi? Nam các bạn. Đúng không? Ờ, nam giới. Parake. Ồ đây rồi, có hai loại à, mình làm có loại 50 là xây được nhà này. Thôi có lẽ là mình vừa trước đi. Nhìn hay nhờ. Này các bạn nhìn này, một đàn ba con chike con này. Đấy. Bây giờ bắt cái con chike mẹ là ba cái con chike con là nó sẽ đi theo mình luôn à, nó cho mình nhận nuôi à. Nó giống như là cái hôm tập đầu tiên á. Wow, một gia đình ba đứa con đi theo à. Nhưng mà có vẻ như khủng long ở trong bảng game này nó toàn là mẹ đơn thân nhỉ? Có phải không, hay là bố đơn thân? Như là mẹ các bạn. Mình không thấy nó hiện nam hay là nữ. Ừ, con này đi chậm quá. Wow, Baryon lạc đường rồi. Nó chạy kìa, nó chạy kìa. What the fuck? Đấy, tự nhiên mất tiếng game các bạn ạ. 50 sắt. Bây giờ mình lấy sắt ra mình làm cái yên cho cái con Parake. À. Thiếu da nữa là đủ. Ôi da bây giờ nhiều lắm. Này da này. Lại ho. Đây rồi. Ho nhiều như này là vẫn cố gắng để mà bình luận lắm mồm cho mọi người nghe đấy các bạn. Nhớ để lại cho mình một like và đăng ký nhá. Tranh thủ ngay. Và đây là trời sắp tối rồi, sao các bạn? Sắp tối rồi. Chiều tà sắp tối rồi.
Mình là mình xem nào. Chuyển nó sang 9 giờ sáng à. Chơi cho nó đã các bạn. Chơi ban đêm nó mờ, nó tối lắm. Léo đéo đi theo. Lạc bài rồi em ơi. Ơ kìa. Này này, nó chạy vờ này. Đấy. Wow. Cắn. Ủa? Ủa cái con kia của mình đâu rồi? What the fuck? Nằm đây mà. À đây. Tưởng đau mắt các bạn. Mình không hiểu sao mà nó lại... Ồ, 80 rồi các bạn. Thử nha các bạn. Mình cũng đang slow. Quân lạnh rồi các bạn. Ồ, oh, đúng rồi. Lạnh tua thời gian nha các bạn. Đợi nó lâu quá. Ờ, đây rồi. Hello. Ồ. Oh. Nó đi chậm quá các bạn. Ồ, nó bơi này. Mà con này đi chậm quá. Ồ, nhìn nó lực không các bạn. Nhìn nó dậm chân này. Đấy, dấn người. Nó đi mà như kiểu đánh trống đến nơi hay sao. Trống trường. Con này như kiểu là cái chân nó là cái trống à. Nó đi hay là nó dậm là nó câu đùng đùng à. Rồi tạm tạm thời làm nhà chân lên con này à. Con này thì đúng nghĩa một cái trống luôn. Mà sau này bắt mấy cái con như kiểu bờ lớn to thì không biết là nó câu to như nào nữa. Mà con này level các bạn. Con này chủ yếu là tăng máu là một, tăng mana một tí à. Quay tăng nhiều này, tốc độ tăng nhiều này. Đam là không tăng luôn. Tùng. Ừ.
À, được rồi, video ngày hôm nay thì mình sẽ dừng ở đây nha. Hiện tại mình cũng đang khá là ho các bạn ạ. Nên là mình dừng ở đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Cái nhà này thì mình sẽ xây sau nhá. Mình cũng không biết là xây kiểu gì nữa. Tóm lại là sẽ có một cái nhà trên lưng con này.